Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và hôm qua thì mình đã lần đầu tiên bắt gặp được chú quỷ Muzan. Và kết quả là lượng máu của chú quỷ và mình chênh lệch rất là nhiều luôn. Thế nên là mình sẽ bù lại bằng cách là luyện tập khả năng chiến đấu. Thế nhưng mà hiện tại thì luyện tập ở trên thế giới thường thì có vẻ không có quá nhiều những cái con quỷ để mình có thể đổi sức. Thế nên là hôm nay mình sẽ đi tới một cái thế giới khác để mình có thể luyện tập tốt hơn. Ngoài ra thì cái căn phòng trưng bày kiếm của mình đã chỉnh sửa lại một xíu rồi. Bên đây là những thanh kiếm của mình cũng như là của các bạn bè Tanjiro. Còn phía bên này là những vũ khí của các trụ cột nè. Đó, mình sẽ để riêng qua ha. Còn về phần của mình bữa nay mình sẽ cường hóa cái thanh kiếm từ thượng nguyên nhất mà hôm qua mình mới có được nè. Thanh kiếm này bình thường thì nó chỉ có 8 sức tấn công thôi. Thế nhưng mà khi mình thay đổi hình dạng thì thanh kiếm này sẽ lập tức tăng thêm 10 sát thương, trở thành 18 sát thương lận. Rất là mạnh. Và mình sẽ tăng sức mạnh nó lên bằng cách là ghép thêm dòng sắc bén nữa. Ủa? Hình như mình không có sắc bén. Vậy thì khó rồi. Không sao. Mình sẽ thử cường hóa để coi. Ủa? Không cường hóa được luôn. Su vậy ta. Ê, nhưng mà thanh kiếm của Tanjiro thì mình cường hóa được nè. Hay. Vậy thì mình sẽ cường hóa thanh kiếm Tanjiro trước đi. Mình sẽ cho thanh kiếm Tanjiro có dòng sắc bén 3. Rồi, có thêm quét cạnh luôn. Và ghép thêm cái dòng Red Sword cấp độ 5 nữa. Đây, và bây giờ thanh kiếm của Tanjiro đã rất là mạnh rồi nha. Không biết thanh kiếm của Thượng Nguyên Nhất thì có ghép được cái dòng Red Sword không nữa. Chắc mình phải thử qua ngôi làng để mình mua sách xem như thế nào. Biết đâu lại ghép được dòng Red Sword thì sao? Bữa mình mua Red Sword là ở trên này đúng không nhỉ? Đâu ta? Đây. Thủ thư đây. Red Sword cấp độ 5. Được. Đổi ra một ít ngọc lục bảo. Rồi mua thôi. Hy vọng là ghép vô được nha. Mình sẽ lấy thêm cái đe nữa. Thử nào. Ê! Kiếm của Thượng Huyền Nhất có thể ghép được dòng Red Sword luôn nè. Wow! Vậy là bây giờ mình có thể dùng cái kiếm này để đánh những tên ác quỷ, nó gây được nhiều sát thương hơn rồi. Quá tuyệt vời. Và chắc cái áo của Tanjiro là cái áo mà mình sẽ kiểu như đồng hành tới cuối cái chặng hành trình này. Thành thử ra mình sẽ nâng cấp thêm một lần cuối cùng luôn, để cho cái áo này có được dòng bảo vệ cấp cao nhất. Đó chính là bảo vệ 4. Đây, không biết có đủ kinh nghiệm hay không nữa nè. Cường hóa thử. Đủ nha, áo bảo vệ 4. Quần cũng bảo vệ 4 luôn. Rồi, và bây giờ set đồ của mình đã full bảo vệ cấp độ 4 rồi. Mình đã tăng cái độ tự tin thêm một chút rồi đó. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thật là nhiều thức ăn để có thể đi trên cái chặng đường luyện tập sức mạnh của mình. Đánh nhau thì nó hay đói lắm. Và mình sẽ cho thức ăn vào cái ba lô này. Chủ yếu cái ba lô này là ba lô chứa thức ăn của mình á. Nó sẽ tự động lấp đầy cái thanh đói của mình. Và mình sẽ không có mất thời gian trong cái lúc chiến đấu. Mà lúc đầu thì mình có nói hồi nãy là mình sẽ luyện tập ở một thế giới khác. Và thế giới mà mình muốn tới đó chính là thế giới cánh rừng hoàng hôn. Ở đấy thì cũng có những tên quái vật rất là khủng để mình có thể đổi sức đó nha. Và cái cánh cổng đấy thì mình sẽ cần có những cái hoa thì mới có thể kích hoạt được. Mình sẽ làm trước một cái chỗ giống như vậy. Có kích thước là 3x3 ở giữa. Rồi sau đó cắm hoa ở xung quanh thôi. Và không quên vào nhà lấy thêm một viên kim cương nữa. Tại vì có kim cương thì mình mới kích hoạt cái cánh cổng lên được. Bây giờ thì ra đây, châm nước vào và kích hoạt cánh cổng thôi. Xong. Đó. Chỉ vài thao tác đơn giản thôi, mình đã kích hoạt thành công cánh cổng rồi. Mà để thuận tiện hơn trong cái việc tìm kiếm boss ấy, mình sẽ tới địa ngục để mình lấy một ít cái bột đá phát sáng. Một xíu mình còn làm bản đồ nữa. Vậy là mình đã sẵn sàng để bước qua cái thế giới cánh rừng hoàng hôn và luyện tập trong ngày hôm nay rồi. Đi thôi. Hy vọng là mình sẽ luyện tập và tăng tiến sức mạnh nhanh hơn để sớm có thể đương đầu với chú quỷ Muzan nha. Rồi, và sau khi qua thế giới cánh rừng hoàng hôn thì... Ê, mình xuất hiện gần cái vùng đầm lầy à. Ôi, đằng kia còn có cái chỗ đánh boss bò nấm nữa cơ. Nhưng mà bây giờ mình chưa vào được đâu. Mình phải đánh boss theo trình tự ấy. Nhưng mà đầu tiên hình như là boss quái vật rắn thì phải. Theo như mình nhớ là vậy. Và đây nó có một cái ngôi nhà Hình như là của tên Sương, Pháp Sương hay sao nè. Để mình vô mình hỏi thăm sức khỏe. Đây 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 đây, hắn đứng ở trong kìa. À được rồi, mình sẽ dùng hơi thở mặt trăng để mình kích liễu hắn. Và hắn sẽ rơi ra cho mình một cái được gọi là Touch Berry. Ui, nguy hiểm vậy. Rồi mình sẽ lấy cái Touch Berry đó, mình sẽ kết hợp thêm với cái cọng long quả. Oh, heo rừng ở bên thế giới Twilight Forest này cũng nhiều lắm nè. Oh, mình không ngờ luôn á. Được quá ta. Vậy thì chắc ít hôm nữa nếu có điều kiện mình sẽ dẫn mấy cái nhóc heo rừng này về để gây dựng lại nguyên một cái đàn heo rừng ở nhà mình luôn nha. Thay thế cho cái đàn bò đã mất của mình. Quá là hợp lý luôn. Rồi và khảo sát xung quanh đây coi có con quạ nào không. Tại vì quạ giao nhiệm vụ thì mình không có farm được cái cộng long đó. Phải được thì chắc mình về nhà mình farm cho nó nhanh ấy. Chỉ có quạ ở bên thế giới này thì mình mới có thể lấy được cái cộng long và làm ra cái bản đồ do tìm nơi ở của boss thôi. Mình thấy trước mặt mình đang có cái mê cung gì nữa. Uầy, được quá ta. Trong đây còn có lòng spawner của những cái con nhện nữa. Để coi coi có cộng long quạ không. Cẩn thận nha, trong đây nhiều nhện lắm á. Nhện độc không à. Nó cắn một cái là quay mòng mòng đó. Không có những cái cộng long quạ rồi. Hộp giống là chính thôi. Ui, mà đây là cái mê cung nữa chứ. Vô đây dễ lạc lắm. Nè nè nè, đi suýt nữa thì lạc rồi nè. Để mình khám phá mê cung thử coi. Hình như là hết rương à. Ồ, đây đây đây, còn cái rương. Đây còn cái rương. Để mình sửa gọn mấy con nhện này trước. Ồ, được viên kim cương nè. Chắc đó là món đồ xịn nhất từ nãy tới giờ mà mình nhặt được thì phải. Và rất là nhiều đom đóm luôn. Ui ui ui. Có chừng, có chừng. Ui, ở đây còn có dê. Ủa, có hươu nữa nè. Động vật ở bên thế giới cánh rừng hoàng hôn này rất là phong phú luôn nha. Ồ, cái ngọn núi nó trong quen vậy. Ê, đừng nói đây là ngọn núi mà mấy tên ác quỷ hay xuất hiện nha. Để mình lên mình coi thử coi. Oh no 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 no. Ngọn núi này có mưa axit. Trời, mình leo lên mưa axit nhiễu vô đầu mình à. Nguy hiểm thiệt. Ê, phải nó không? À, đấy rồi. Nó đi rồi. Mình đã tìm được con quả. Yes. Và mình đã có được cái cọng lông của nó. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp với nhau để tạo thành cái vật phẩm có tên là Magic Map Focus. Đó, có được cái này thì mình chỉ cần kiếm thêm giấy nữa thôi là làm được cái bản đồ liền rồi. Xong, kích hoạt lên nào. Gần mình có con boss nào hay không đây? Gần mình thì có boss chiến binh trong cái cánh rừng bóng tối. Nhưng mà mình thì đang cần tìm boss quái vật rắn cơ. Mà có một cái chuyện lạ là hình như những tên ác quỷ ở thế giới thường á không có qua bên cái thế giới cánh rừng hoàng hôn này được thì phải. Mình đi nãy giờ cũng khá là nhiều nơi rồi. Thế nhưng mình chưa gặp tên ác quỷ nào xuất hiện luôn nha. Uầy, tính ra đây là một nơi lý tưởng để mình có thể kiểu như tránh né bọn chúng và luyện tập ấy. Cũng hay. Rồi rồi rồi, và cuối cùng thì mình cũng đã tìm thấy cái hình bóng của cái con quái vật rắn trên cái bản đồ rồi. Nó cách mình ở khoảng một cánh rừng thôi. Qua cái cánh rừng này là tới liền nè. Bài lên. Đấy, thấy chưa, thấy chưa. À kìa 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 kìa, thấy rồi, thấy rồi. Bài tới đó và súp nữa thôi. Tới công chuyện nào. Sẵn đó mình sẽ test sức mạnh của thanh kiếm Thượng Huyền Nhất luôn. Khi mà đối đầu với một cái con quái vật rắn ở bên thế giới này thì sẽ trông như thế nào. À dù nó xuất hiện rồi. Ủa, sao nó có cái đầu không vậy? À, này thì quái vật rắn nào. Một hit một. Wow, mạnh thực sự. Wow, chỉ với hai thức thôi và một đòn đánh thường mình đã đánh bại được Quái vật rắn rồi. Quá là dữ luôn. Sức mạnh không thể cản phá luôn. Trên cái đà này thì mình sẽ tiếp tục săn tiếp dẫn cái tên quái vật khác nào. Thí sinh tiếp theo đó chính là tên pháp sư. Trên cái tòa tháp này mình chỉ còn cách là đào từ trên xuống thôi. Đây là cách đột nhập nhanh nhất và tiện nhất rồi. Để xem coi với tên pháp sư trên trong cái tòa tháp này mình sẽ tốn bao nhiêu thời gian để tiêu diệt được đây. Ừ, mà khoan, cái tên này có khả năng đó là miễn nhiễm sát thương từ cái lớp khiên phép của hắn cơ. Mình phải phá hủy cái lớp khiên phép đó trước cái đã. Rồi, mình đã phá hủy được một cái lớp khiên rồi. Không sao hết, tập trung. Rồi, tiếp theo là hai lớp giáp luôn. Quá dở. Tập trung chuyên môn. Rồi, còn hai lớp giáp cuối cùng thôi. Chuẩn bị nè. À, hụt rồi. Rồi, tới công chuyện. Mình sẽ tiếp tục dùng một thức. Ủa? What? Mình dùng thức thứ 8 một phát một. Cái tên pháp sư đã lăn đùng ra chết rồi. Hắn còn chưa kịp tấn công mình bao nhiêu hết là hắn đã đi rồi. Ui, sức mạnh này là không thể ngăn cản luôn. Đó, thanh kiếm của một thượng huyền có khác nhờ. Quá ghê chứ. Để coi còn con boss nào có thể ngăn cản bước được mình hay không. Bây giờ thì mình sẽ trở lại cái vùng đầm lầy này để mình tới cái chỗ boss tiếp theo, đó chính là boss bò nấm. Nó sẽ ẩn nấp ở phía dưới cái gọi là cái này, cái giếng nhờ, nhìn giống như cái giếng vậy đó. Đó, mình sẽ xuống dưới và tìm tung tích của con boss này thôi. Và đây chính là chỗ của boss bò nấm nè. Wow, xuất hiện đi nào. Rén hay sao mà không xuất hiện luôn vậy? Oh, hello boy. Để coi hắn có chịu nổi thức thứ 10 của mình hay không. Ui, cái tên này chịu nổi hẳn cái thức thứ 10 của mình. Wow, trâu thiệt. Thức thứ 10 mạnh như vậy mà hắn có thể chịu được một hít là cũng đỉnh rồi đó. Ok, đánh giá cao tin đó nha. Và boss bò nấm thì được cái là cho mình cái súp này. Cái súp này sẽ giúp mình phá giải cái lời nguyền ở cái vùng mà con rắn ba đầu Hydra sinh sống nha. Nên là mình sẽ cần ăn cái bát súp này sau khi lên trên á. Ngoài ra thì cái tên boss bò nấm còn cho mình cái vũ khí mà hắn ưa thích nữa nè. Đó là một cây rìu. Cái rìu này trông cũng có vẻ đẹp á. Chặt cũng tương đối nhanh nữa. Ok, mình lượm luôn. Vùng đất mà tiếp theo mình đi tới chính là vùng đất bên kia. Từ đây mình nhìn qua mình cũng có thể thấy hình như đó là cái chỗ mà con rồng Hydra sinh sống luôn á. Chính xác rồi. Vô đây thì mình sẽ bị cháy bởi cái lời nguyền liền. Thế nên là mình sẽ ăn cái bát súp này. Đó, để mình không còn bị cháy sau khi mà vô cái vùng đất này nữa. Cái thanh niên á, người lùn này đánh người ta hoài. Rồi, tới củ kiệu cái con rồng Hydra trong này luôn. Nãy giờ thì mình rất là thuận lợi trong việc tiêu diệt những cái tên quái thú ở bên thế giới này. Liệu rằng quái thú thứ 4 mà mình tiêu diệt có... Ủa what? Sao bên đây mấy con quái thú nó bị lỗi hay sao á? Một con hồi nãy thì chỉ có cái đầu không có cái mình. Còn con này có cái mình nhưng mà không thấy cái đầu. Ôi trời, nó còn phun ra quả cầu lửa nữa kìa. Ghê chưa? Hung dữ chưa? Được rồi, mình sẽ bật ấn diệt quỷ lên và khô máu với con rồng này thôi. Au, mình đánh vô mình nó không gây được sát thương. Trời, nó bị nhiễm hoàn toàn với cái hơi thở mặt trăng luôn à. Ôi no. Con rồng này miệng nhiễm với hơi thở rồi. À, mình có thể dùng đòn cận chiến để mình đánh nó nè. Nó chỉ miễn nhiễm với hơi thở thôi, còn đòn cận chiến thì nó không bị nhiễm được. Ra là vậy. Rồi, và mình cũng sẽ tránh né những mấy cái đòn tấn công của nó. Kẻo bị nướng chín á. Trời ơi, phải đánh vào hạ bộ của nó như vậy hả? Kiếm thì rõ mạnh luôn mà không được dùng hơi thở để tiêu diệt nó, tức ghê á. Ai vui. Kìa kìa, coi nó phun lửa kìa. Mặc dù mình không thấy cái đầu nó nhưng mà mình thấy nó phun lửa. Chắc là cái đầu nó đâu đây nè. Để mình thử dùng cây rìu coi. Mình chặt chặt coi. Ô oh, dùng rìu từ cái con boss bò nấm đánh con Hydra này cũng đau quá nè. Được luôn. Thôi dùng kiếm của viêm trụ đánh cho nhanh đi. À da, nó đang nướng mình. Được. Trời ơi, nó dùng ba đầu nó nướng mình luôn kìa. Ây, mình sẽ chặt nó lẹ thôi. Mình sẽ nướng con đồng Hydra này bằng hơi thở của lửa. Ý, nó banh xác rồi. Rồi luôn. Rồng ba đầu. Mặc dù mình không thấy đầu đó nhưng mà theo như mình biết nó là rồng ba đầu ấy. Đã mình hạ gục rồi. Và nó rơi ra cho mình một cái trophy nè. Và thêm một ít cái thịt rồng nữa nè. Thịt rồng này khi mình ăn vào thì sẽ cho mình khả năng hồi phục đó nha. Cũng hay. Thế nên là mình sẽ bỏ vô ba lô luôn. Mình bắt gặp ở đây nó có cái cánh rừng gì lạ lắm nè. Cánh rừng gì mà giống như cánh rừng bỏ hoang vậy. Cây cối thì trụi lá ở trên hết rồi. Mạng nhện thì đóng tùm lum. Ui, có khi nào có ác quỷ xuất hiện ở vùng này không? Mình cũng nghi ngờ lắm. Ủa? Và cạnh cánh rừng này còn có cái chỗ của con boss Yeti nữa cả. À, được luôn. Lỡ gặp rồi thì mình sẽ vô để tiếp chiêu với nó một chập coi. Coi nó có chịu nổi cái sức mạnh từ hơi thở mặt trăng của mình hay không nha. Hồi nãy mình thấy con boss bò nấm chịu nổi đó. Ôi, boss Yeti chịu nổi chắc tầm 2 thước của mình. Chính xác. Wow, vậy là boss Yeti cũng trâu phết đấy. Rồi, và boss Yeti thì cũng sẽ cho mình một cái trophy nữa. Và có rất là nhiều kiểu như đàn em của boss Yeti đang sinh sống ở trong này nè. Thôi chắc mình sẽ tha mạng cho mấy đàn em của hắn đi. Và trên cái đà này thì chắc mình sẽ tiến thẳng tới cái lâu đài của nữ hoàng băng luôn nè. Wow, trong một buổi thôi mà hình như là mình gần càng quét hết bên thế giới cánh rừng hoàng hôn này luôn rồi đó. Quá ghê gớm. Ồ, tòa tháp bự chưa. Bây giờ leo lên trên đó cũng hơi mệt đó nha. Ý, chim cánh cụt. Ồ oh, ở đây có chim cánh cụt các thứ nhìn dễ thương quá nè. Ủa? Wow, không biết là có nên dắt về nhà không nữa. Mình ẩm về nhà được không? Ồ, mình ẩm về được luôn. Ý. Thôi được rồi, để mình tranh thủ mình đánh nữ hoàng xong đi. Rồi mình sẽ xuống đây mình ẩm chim cánh cụt về. Giờ mình không biết cái tòa tháp nào là tòa tháp mà nữ hoàng đang sống nè. Mình sẽ dò đại đi. Dò từng chỗ thôi biết sao giờ. Ui. What? Hình như mình dò đúng chỗ luôn rồi. Ủa phải không vậy? Thường thì chỗ nữ hoàng băng là sẽ có những cái cầu hang băng giống như vậy. Ôi chính xác rồi. À, nữ hoàng băng à. Ây, mình tấn công một rồi. Lại nào. Đồ. Có vẻ là sức mạnh của mình đang áp đảo hoàn toàn với những con boss ở bên thế giới cánh rừng hoàng hôn này. Hầu như là mình vượt qua một cách rất là dễ dàng luôn. Nữ hoàng băng cũng không ngoại lệ nhá. Thôi được rồi, như vậy thì bên thế giới này không đủ sức để mình có thể luyện tập rồi. Vậy mà mình cứ tưởng qua đây mình sẽ gặp được những con boss kiểu khủng khủng một xíu để mình luyện tập để nâng cao sức mạnh đồ. Hơi tiếc nha. Nhưng mà thôi kệ đi. Giờ mình sẽ về nhà trước. Tại vì mình vừa bắt được chim cánh cụt để có thể mang về nhà rồi. Không biết là chim cánh cụt mình sẽ cho ở đâu là hợp lý ta. Cho vô nhà đi. Được luôn, mình sẽ nuôi chim cánh cụt ở trong nhà của mình nhá. Rồi có dịp khác mình qua thế giới Twilight Forest thì mình sẽ dẫn thêm một chim cánh cụt khác về nữa để bầu bạn. Còn về những cái trophy từ những con boss trong cái chuyến đi luyện tập ngày hôm nay thì mình sẽ treo lên ở khu vực này để trang trí thì cũng khá là ok đấy. Siêu cấp tốc luôn á, mình không nghĩ là lại nhanh tới như vậy. Đúng kiểu mình ao trình hoàn toàn với mấy con boss này luôn ấy. Thôi thì nếu không quánh boss để luyện tập được thì mình sẽ quánh nhau với các trụ cột. À mà quên nữa, thanh kiếm của Tanjiro á, mình đã biết rồi. Là khi mình dùng thanh kiếm này đúng không, mình kích hoạt ấn diệt quỷ thì đồng thời mình sẽ có được cái hiệu ứng Yorichi. Hiệu ứng này rất là hay nha. Mình chỉ cần đứng gần kẻ địch thôi thì lập tức mình sẽ tấn công luôn. Kiểu như tự động hoàn toàn ấy. Uầy, rất là tiện lợi trong lúc chiến đấu nha. Đây chẳng hạn như gặp tên ác quỷ này nè, mình gặp là nó sẽ tự động thi triển các thức rồi tấn công cái địch luôn. Đó, và sức sát thương thì khỏi phải nói rồi, rất là mạnh. Wow, chém không được phát nào. Giờ thì cái tên Giyoko đó gặp mình là chỉ có khóc thét thôi. Mình không hề ngán hắn nữa. À, hắn còn nhốt mình trong cái bình hả? Chém lủng cái bình liền. Rồi, ngươi chuẩn bị đi Giyoko, bữa nay là ngày tàn của ngươi rồi. Ui, hắn tóc biến qua lại kìa. Này thì Giyoko nè, xử lý hắn trước khi trời sáng coi có kịp hay không. Trời gần sáng mất rồi. Đó, hắn cứ tóc biến qua lại kìa. À, biến hình à? Biến hình thì sao? Ừ, nhảy múa đi. À, nhảy cho đã, rốt cuộc cũng bị mặt trời thiêu rụi hả. Rồi, và chắc hôm nay mình sẽ cố gắng tìm kiếm những cái trụ cột còn lại. Đó chính là nham trụ, rồi luyến trụ và hà trụ nữa. Ê, kể cả trùng trụ luôn, để mình luyện tập. Hy vọng là sẽ tăng tiến thêm được một tí sức mạnh nữa trước khi mình đương đầu với chú quỷ Muzan và kết liễu hắn. Ừ, ở đây có hình nộm Yorichi nữa nè. Thôi được, luyện tập với hình nộm cũng ok đấy, cũng là một ý kiến hay. Coi coi. Ừ, hình nộm bây giờ cũng không đủ đô rồi. Chỉ với 2 thức và 1 đòn đánh thường mình cũng kết liễu được hình nộm mất tiêu rồi. Hay là luyện tập với người dân làng đột biến ta. Dân làng đó cơ bắp lắm kìa. Được luôn. Thử sức nào. Ây ơi ơi. Đó. Dân làng đột biến cũng không phải là đối thủ nữa hả? Ê, Nezuko đang bị ép. Chưa, từ mình sẽ giải cứu cho Nezuko. Ây, Nezuko bị tên quỷ tai ăn thịt rồi. Trời. Ôi nhưng mà khoan, mình thấy thanh máu của chú quỷ Muzan ở gần đây. Để bây giờ mình thử độ sức mới được, để coi sức mạnh mình tới đâu để mình biết mình luyện tập thêm chứ. Mà mình chưa thấy hắn nè. Không biết là hắn nấp ở đâu ấy nhờ. Hắn nấp kỹ lắm. À kìa kìa kìa, mình đã thấy hắn rồi. Ôi da, dạ, sao mấy con này láo tét vậy? Mình phải tranh thủ mới được. Mình sẽ dùng thanh kiếm của Tanjiro và dùng thức mạnh nhất mới được. Rồi, ok. Đã vào việc rồi đó. Bây giờ thì kích hoạt ấn diệt quỷ lên và chuẩn bị bem chú quỷ Muzan nào. Này thì chú quỷ hả? Tới công chuyện thôi. Ơ kìa. Ôi hắn đâu? Đây, hắn đang đây. Uống hồn chim én. Đánh nhau với chú quỷ luôn cho nó uy tín. Ôi nhưng mà đồng thời thì hắn còn có những cái tên trong thập nhị quyệt quỷ hỗ trợ kìa. Ouch. Ui hắn bay cao vậy. Ui hắn văng. Hắn bay đi đâu rồi? What the heck. Đang đánh nhau mà kêu đàn em ra hỗ trợ là sao? Đúng là tên chú quỷ hèn nhát. Chơi mà chơi kêu đàn em hỗ trợ là không công bằng rồi. Chết rồi một. Ý, hắn thay đổi hình dạng. Ai vui. Hắn mọc ra những cái xúc tua ở sau lưng rồi. Căng vậy. Trời đất. Những cái xúc tua hắn quánh quá là mạnh luôn. Ồ, đã vậy còn có sự hỗ trợ từ tên Thượng Huyền Nhị nữa chứ. Không có công bằng tí nào. Có vẻ sức mạnh mặt trời của mình cũng hơi đuối so với hắn rồi. Liệu rằng ây da. Mình phải dốc còn bộ sức lực chiến đấu với hắn mới được. Ui nhưng mà xúc tua của hắn đau quá. Mình không thể chống lại luôn á. Ouch. Ôi no. Ai. Mình chạy không nổi rồi. Mình nên giữ tính mạng của mình để có thể phục thù thôi. Hắn mạnh quá. Ui, hắn truy sát mình, Bây giờ mình chỉ mới mạnh phân nửa hắn thôi, chứ mình chưa đủ sức để solo 1-1 với hắn đâu. Mình còn thiếu một chút nữa thôi. Khó thì chứ. Thôi được rồi. Thì ra hắn chỉ mạnh hơn mình có 1 phần nữa ha. Mình sẽ luyện tập thêm chắc tầm một thời gian ngắn thôi. Mình sẽ sớm quay lại để trả thù hắn mới được. Chết tiệt. Và hồi nãy các bạn cũng thấy rồi đó. Hình dạng quỷ của hắn khi mà có những xúc tua còn có thể gây độc cho mình nữa chứ. Vậy là cách khắc chế hắn là mình cần phải tìm ra một cái biện pháp nào đó để mình miễn nhiễm với độc. Chỉ cần miễn nhiễm với độc thôi là mình có thể dễ dàng solo với hắn rồi. Ôi, hình như hắn đang kiểu như cố gắng truy sát mình cho bằng được hay sao á. Mình tránh hắn tới đâu thì hắn kiểu như đi theo mình thôi hả? Ừ nhờ, hình như mình chưa có trận chiến nào với Inosuke đúng không? Ở dưới mình thấy có Inosuke kìa. Ê, cái con phantom này thiệt tình luôn á, mổ người ta hoài. Để mình xuống dưới mình đọ sức với Inosuke mới được. Và mình sẽ dùng thanh kiếm của Tanjiro nha. Để xem kèo này như thế nào đây. Được rồi, vô thôi. Tới công chuyện với Inosuke nào. Đánh thường thôi nha. Dùng thức thứ 5 luôn nè. Ui, Inosuke cũng không phải gian vừa đâu. Đánh rất là dữ luôn kìa. Ồ, ôi, mình gần chiến thắng Inosuke rồi. Ôi, ôi, nhưng mà viêm trụ đang bảo kê Inosuke kìa. Ai vui. Ui, viêm trụ ghê quá. À thôi. Giỡn thôi, hồi nãy chỉ là giỡn à. Trời ơi, viêm trụ tính nóng ghê luôn á. Mình mới đánh Inosuke có tí xíu hả, mà đuổi theo mình, dí quýnh mình quá trời kìa. Ôi no, hôm bữa mình mới đánh viêm trụ một lần rồi. Mình không muốn đánh viêm trụ thêm lần nữa đâu. Tại vì dù sao mình cũng đang mượn sức mạnh của viêm trụ mà. Wow. Nhưng mà như viêm trụ hết giận mình rồi, đúng không? Ờ, chính xác rồi. Viêm trụ hết đuổi theo mình rồi nè. Ok. Trời ơi, viêm trụ tính nóng vậy chứ. Rồi, và đằng kia mình thấy có một cái con thuyền của bọn cướp dân làng. Được lắm. Mình sẽ ra đây để thị phi với mấy con này mới được. Này thì với cướp chà bóc nè. À, tên này cho mình cái vật tổ trường sinh. Ủa? Ôi không, cái tên pháp sư đó mà không rơi ra cái vật tổ trường sinh cho mình. Come on man. Thiệt chứ luôn hả? Trời ơi, tưởng đâu giết hắn cái mình có được cái vật tổ trường sinh thì hay biết mấy. Khi mà đánh nhau với chú quỷ, chỉ cần mình có thêm một mạng thôi là đã có thêm lợi thế rồi. Mà tiếc quá nhờ, hắn không cho mình cái vật tổ trường sinh. Ủa gì đấy? Ồ, quay quách. Mình về nhà ngủ một giấc thế nhưng mà mình bị dịch chuyển tới đâu rồi nữa? Ồ, ý, đằng kia là Tô Vô San. Người tốt hay người xấu đây? Ui, nhưng mà nhìn mặt đúng quạo luôn. Cái mặt này đang cắn răng chịu đựng cái gì nè. Nhìn. Ồ, đây là thế giới trong mơ à? Ở đây còn có bác sĩ nữa. Bác sĩ này có giúp được mình gì không? Có heo rừng. Ủa, cái nơi này lạ vậy ta? À, mình biết rồi. Đây là thế giới trong mơ mà tên Enmu đưa mình tới. Thì ra là ngươi hả, Enmu? À dạ, ngươi dỗ mặt. Ngươi dám đưa ta tới đây chứ gì? Mình sẽ chặt hết xúc tu của hắn luôn. Mình mới có được hiệu ứng Yorichi mà. Rồi, xong luôn rồi. Ơ, nhưng mà hắn không trả mình về thế giới thường hả? What the heck? Ôi. Ủa, mình hạ hắn rồi mà sao hắn không trả mình về thế giới thường là sao? Chú quỷ mình còn chưa diệt được mà. Mình không muốn mắc kẹt ở đây đâu. Oh no. Để mình thử tìm cách giải thoát coi. Đào thẳng xuống lòng đất. Rồi mà sao ở đây sâu thế? Rồi tới đá nền rồi. Oh no, mình bị ngăn cách bởi đá nền. Trời. A few moments later. Giờ chỉ còn nước là tự đầy đọ thân xác này thôi. Té vậy mà cũng không ngẫm nữa. Ngẫm đi, cho tôi về nhà. Nó tức á. Lần này thì sao? Có về nhà không? Yes. Ôi trời. Kiểu như ác mộng ấy. Trời đất ơi. Sợ thì chứ, tưởng đâu hết về nhà được rồi. Ui thôi, công việc đầu tiên sau khi về nhà là mình sẽ đi mua kiếm liền. Sợ quá. Cái gì? No. Rồi luôn. Trong lúc mà mình lạc vào thế giới của tên Enmu thì có một cái con quỷ lửa dài nó đã tới và ăn thịt cái người bán kiếm của mình. Con quỷ chết tiệt. Trời ơi, sao chuyện xui xẻo cứ ập tới mình trong những cái khoảnh khắc quan trọng vậy? Không hiểu luôn. Có mỗi một cái người bán kiếm mình dắt về nhà thôi mà cũng bị ăn thịt nữa. Xu thì cái chứ. Rồi luôn, hết mua kiếm được luôn rồi. Lại phải đi tìm một cái người rèn kiếm khác thôi. Phải chi mình có dịp mình đánh nhau với nham trụ thì hay nhờ. Mình cũng luyện được một mớ sức mạnh á. À, tên quỷ lửa dài khốn kiếp. Này thì quỷ lửa dài nè. Mình cắt cái lưỡi của nó. Này thì quỷ lửa dài. Dám vô nhà mình ăn thịt cái bác thợ rèn kiếm của mình là mình thấy không ưa đó. Còn tên này nữa. Người bắn ai? Ị có súng cái là bắn. Ị có súng cái bắn hả? Này thì bắn nè. Đi vô khác mà bắn. Bữa nay không có vui đâu mà bắn. Wow rồi đó. Ủa? Mình gặp lại thêm một người bán kiếm mới rồi. Yay. Ui nhưng mà ở đây quỷ không à? Mình phải tiêu diệt những con quỷ này trước khi bọn chúng sát hại cái người thợ rèn kiếm của mình. Ao. Không ổn rồi. Gặp tên Han tên Gư nó mới cay ấy chứ. Mới khó chịu. Mình phải đánh nhanh rút gọn lẹ hắn thôi. Này thì Han tên Gư. Rồi kết liễu hắn nào. Dùng hơi thở mặt trăng để lụm hắn luôn. Này thì Thượng Huyền Tứ mà dám solo sức mạnh của Thượng Huyền Nhất hả? Ủa, sợ chưa? Rén rồi chứ gì? Bữa nay mình hết sợ những cái tia sét của hắn rồi. Khô máu với hắn luôn. Ta không còn sợ ngươi đâu. Đón nhận sự phẫn nộ của mình đi. Tích liệu hắn nào. Kịp hay không? Này thì triệu hồi hả? Rồi xong phim. Yes, cuối cùng thì cũng lụm được hắn rồi. Giờ thì trở lại với cái bác thợ rèn kiếm nè. May quá, cái bác thợ rèn kiếm vẫn không có bị một chút vết thương nào hết. Công việc đầu tiên là ẩm trước rồi đã. Ô, còn có Nezuko nữa. Khó vậy. Mình chỉ có thể ẩm được một người. Ê, khoan, từ. Ê. Ủa gì mà không được. Phải đổi lại chứ. Như vậy mới đúng. Rồi, ok. Bây giờ thì mình cầm một cái thuyền để cho người rèn kiếm và Nezuko có thể lên ngồi cái mới được. Có lên ngồi được không? Ơ à, không lên ngồi chung được hả? À được nè. Giờ thì mình có thể thoải mái kiểu như là shopping ở nhà mà không có lo lắng gì nữa. Mình lại mua được thanh kiếm của anh Rengoku rồi nè. Oh no, mình muốn mua những thanh kiếm mới cơ. Một thanh kiếm của trùng trụ. Lại là kiếm của phong trụ. Ê, nhưng mà khoan. Kiếm của phong trụ là mình chưa sở hữu nha. Thanh kiếm của phong trụ đẹp lắm luôn nè. Ê, đã. Một thanh kiếm mới, được luôn. Rồi, kiếm của Canao. Kiếm của xà trụ. Và cuối cùng là kiếm của nham trụ. Oh no. Mình không mua được thanh kiếm của Zenitsu rồi. Nhưng mà không sao, ít ra thì mình cũng có được kiếm của phong trụ để gắn vào đây rồi. Để cứu mẹo luôn nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày luyện tập kế tiếp trên cái hành trình tiêu diệt chúa quỷ Muzan của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.